Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Camera Cuộc Sống của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu bản tin như thường lệ là tiểu mục ống kính 24 giờ. Theo thông tư 43 mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành, điện thoại công nghệ 2G và 3G sẽ không được nhập khẩu vào Việt Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thông tư này quy định tất cả các máy điện thoại di động được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ thời điểm trên phải được tích hợp công nghệ Etura, tức công nghệ 4G. Như vậy, với thông tư trên, các sản phẩm thiết bị điện thoại di động nếu đơn thuần chỉ có tính năng 2G hoặc 3G hoặc kết hợp cả 2G và 3G thì đều không được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Tất nhiên, với những điện thoại có tính năng 4G, đồng thời có cả 2G, 3G thì vẫn được sản xuất và nhập vào Việt Nam. Dự kiến thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 sẽ được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần thay vì chỉ một lần như các năm trước. Quy định mới này sẽ mở ra thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Ở các năm trước, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường đại học cao đẳng cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu nếu có. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe. Chiều ngày 23 tháng 1, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 1 phút được trích xuất từ camera hành trình ghi lại cảnh tài xế xe container dừng xe dắt cụ bà qua đường. Theo thời gian trong clip, sự việc trên diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 1. Ngay sau khi anh xuống xe dắt cụ bà qua đường, anh lại tiếp tục hành trình của mình. Hành động của tài xế xe container nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Sáng nay, thông tin từ chi đội kiểm ngư số 4 cho biết, tàu kiểm ngư 472 đã tiếp nhận 4 ngư dân Philippines bị lạc trôi trên biển, đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu hôm 23 tháng 1. Hiện sức khỏe của 4 ngư dân đều ổn định. Hiện thủy thủ tàu KN-472 và đảo Song Tử Tây đã tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và giúp đỡ về thực phẩm, vật dụng sinh hoạt cho các ngư dân Philippines. Thưa quý vị và các bạn, năm Tân Sửu với linh vật là con trâu. Thế nên thị trường đồ trang trí, hàng thủ công mỹ nghệ Tết năm nay nổi bật nhất chính là hình tượng con trâu được chế tạo, thiết kế dưới nhiều loại mẫu mã, hình dạng, chất liệu, phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Trong đó, trâu gốm sứ là sản phẩm hút hàng nhất bởi vừa có tính thẩm mỹ cao, lại mang nhiều ý nghĩa tích cực và giá cả phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Trên thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trâu gốm sứ Minh Long được ưa chuộng nhờ mẫu mã đẹp và nhiều mức giá từ dưới 400.000 đồng đến hơn 4,5 triệu đồng trên một con. Trong khi các sản phẩm bát tràng và hàng ngoại nhập mạ vàng, sắt vàng có giá đến chục triệu, bên cạnh những thiết kế mẫu mã mang phong cách truyền thống, nhiều tượng gốm sứ châu mang nét đẹp hiện đại, sống động, màu sắc rực rỡ, phù hợp cho khách hàng năng động, người trẻ để trang trí bàn làm việc, nhà cửa hay làm quà biếu tặng. Trong cuộc thi tuần đầu tiên tháng 2 quý 2 đường lên đỉnh Olympia, nam sinh Thái Nguyên đã ghi được số điểm khởi động cao nhất trong lịch sử 21 năm của chương trình này. Cụ thể, trong vòng 60 giây, Trường Giang trải qua 14 câu hỏi và ghi được 130 điểm, khiến khán giả trong trường quay đồng loạt reo hò. Thành tích 130 điểm khởi động của Lương Trường Giang là điểm số cao nhất trong lịch sử 21 năm của đường lên đỉnh Olympia. Sau màn rượt đuổi điểm số gay cấn của 4 nhà leo núi qua 4 vòng thi, Trường Giang là chủ nhân của vòng Nguyệt Quế với 290 điểm chung cuộc và tấm vé vào thi tháng 2, quý 2. Thưa quý vị và các bạn, được đầu tư xây dựng đã lâu, nguồn kinh phí cho duy tu sửa chữa thường xuyên hạn chế và lưu lượng phương tiện giao thông đi qua ngày càng nhiều, khiến tuyến đường từ xã Cúc Đường đi xã Thần Sa dài khoảng 6 km do huyện Võ Nhai quản lý đã xuống cấp, nhiều đoạn bị hư hỏng nặng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Hơn một năm nay, đoạn đường chạy qua địa bàn xã Cúc Đường đã bị xuống cấp trầm trọng. Xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và hai bên lề đường lún sâu so với mặt đường nên người dân đi lại rất nguy hiểm. Chúng tôi đi lại thấy nó có nhiều chỗ nó xuống cấp quá, xe cộ đi lại xong là chỗ nó tránh nhau thì khó đi lắm. Học sinh đi lại thì do tránh ổ gà thì bị tai nạn ấy. Nhiều lần rồi. Nhất là về mùa mưa thì những cái hố này nó có nước đầy hết là không thể đi được. Hai năm nay là nó xuống cấp quá nặng. Các cái loại xe máy hay ô tô đi lại là rất là khó khăn mà người dân cũng bức xúc. Nhất là người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở đây người ta đi lại rất nhiều bằng phương tiện, bằng xe máy cũng đã rất là khó rồi mà ô tô đi lại lại càng khó nữa. Chủ yếu là xe trọng tải lớn của trong những năm vừa rồi đi lại. Theo phản ánh của người dân, hơn một năm trở lại đây,
lưu lượng xe ô tô tải chạy trên tuyến đường này rất lớn. Mặt đường nhỏ hẹp nên hai xe ô tô tránh nhau thì phải đi sát ra mép đường, khiến những đoạn này lề đường bị lún, vỡ do không được sửa chữa kịp thời nên đoạn hư hỏng lại càng lan rộng. Nguyên nhân thì cũng do một số xe vận tải, họ vận chuyển cái cát rồi thì kể cả gỗ keo đi lại có nó quá tải, cho nên là cái đường nó nhỏ và nó cũng nền nó cũng yếu, cho nên là xuống cấp, nhưng mà cứ thường thường được công ty họ cũng nâng cấp, nhưng mà nó cũng với cái số lượng thì hoặc là cái quy mô nó cũng nhỏ thôi, cho nên là cũng không về lâu về dài cũng không đảm bảo. Ở đây thì địa phương cũng đã có tiếp xúc, cử tri cũng đã có kiến nghị đề nghị đối với công ty hoặc các doanh nghiệp lớn vào thì cũng đề nghị là hỗ trợ để lấp những cái ổ gà để bà con đi lại tham gia giao thông cho nó an toàn. Tuyến đường từ xã Cúc Đường đi Thần Sa đã và đang xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, cơ quan chức năng huyện Võ Nhai cần sớm bố trí kinh phí, đầu tư sửa chữa để bà con đi lại thuận tiện, an toàn trên tuyến đường này. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn ràng đón xuân mới Tân Sửu đang đến rất gần, với mục đích giáo dục truyền thống dân tộc, hướng các em học sinh đến với những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Những ngày này, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sôi nổi diễn ra các hoạt động ngoại khóa mang nhiều chủ đề khác nhau nhằm giúp học sinh được trải nghiệm Tết Nguyên đán. Phản ánh của phóng viên tại hội chợ xuân của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Với chủ đề Xuân ấm áp, Tết yêu thương, các em học sinh của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã được tham gia vào rất nhiều hoạt động như chơi các trò chơi dân gian, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, tham gia trực tiếp vào không gian phiên chợ xuân do các liên đội tổ chức. Đây là không gian phiên chợ quê mùa xuân được trang trí gần gũi, mộc mạc với đủ các mặt hàng phục vụ đời sống hàng ngày. Sau một quãng thời gian học kỳ 1 rất là căng thẳng thì bọn em có không gian để thoải mái hơn, xả stress. Cảm thấy rất là vui và hứng khởi khi có thể tham gia hội chợ, được giao lưu, được bán hàng cùng với lại tất cả các chi đoàn khác, cảm thấy rất là vui ạ. Em cũng mong trường sẽ tổ chức cho chúng em nhiều những cái hoạt động như này để bọn em có thể trau dồi những cái kiến thức thêm cho đời sống của chúng ta sau này ạ. Cùng với hoạt động của phiên chợ xuân, nhà trường còn tổ chức cho các em học sinh những trải nghiệm thú vị với hoạt động thi gói bánh chưng và phát động quỹ ủng hộ tặng bạn nghèo. Năm nay thì dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhà trường đã tổ chức một chuỗi các hoạt động gồm cả tổ chức thi giai điệu tuổi hồng, rồi tổ chức quyên góp, tổ chức hội chợ xuân nhằm giáo dục cho các toàn thể các em học sinh trong nhà trường một cái mùa xuân yêu thương, một cái mùa xuân gắn kết mọi người. Thông qua các hoạt động ngoại khóa này đã đưa các em học sinh tìm về cội nguồn văn hóa Việt bằng các món ăn ẩm thực, các sản phẩm quê hương, giáo dục ý nghĩa của việc lao động sản xuất truyền thống, trang bị cho các em những kỹ năng sống khi tham gia các hoạt động xã hội qua việc trao đổi hàng hóa, chế biến món ăn, các trò chơi dân gian. Từ đó, các em thêm yêu quý bạn bè, thầy cô, mái trường. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết ngay sau đây sẽ khép lại bản tin Camera Cuộc Sống của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.